chị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 6, đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh Quỹ Duyên, Bí thư quyền Quỹ An Phú, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân quyện, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cùng các ngành có liên quan, đã có buổi khảo sát việc quản lý đất công và kênh mương nội đồng phục vụ tháo nước chống úng ở xã Khánh An và xã Khánh Bình. Theo đó, đoàn đã khảo sát việc quản lý dùng đất Bảy Thưa thuộc xã Khánh An. Hiện dùng đất này có diện tích rộng hơn 9 hecta nhưng hiện nay đang bỏ quan gây lãng phí. Tại buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kết hợp xã Khánh An tiến hành đo đạc và cấm ranh toàn bộ diện tích như trên bản đồ đã quản lý. Đối với những trường hợp lấn ranh, đề nghị địa phương tuyên truyền vận động người dân trả lại phần đã lấn chiếm đúng như diện tích ban đầu. Theo dự kiến, dùng đất Bảy Thưa xã Khánh An sẽ quy hoạch thành khu nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế ở địa phương. Tiếp tục chuyến công tác, đoàn đã đến khảo sát tuyến kênh mương tháo nước thuộc ấp Sa Tô xã Khánh Bình. Đây là tuyến mương huyết mạch thoát nước chống úng cho trên 30 hecta diện tích sản xuất ở xã Khánh An, khoảng 400 hecta diện tích cây ăn trái ở thị trấn Long Bình, hơn 100 hecta diện tích trồng lúa và cây ăn trái xã Khánh Bình. Thời gian qua, tuyến mương này luôn điều tiết tháo nước chống úng cho toàn dùng, Tuy nhiên, một số hộ dân sản xuất thuộc xã Khánh An và thị trấn Long Bình chưa nâng cao trách nhiệm trong việc đóng góp đầu công tháo nước chống úng, gây khó khăn trong quá trình vận hành. Để đảm bảo sản xuất thắng lợi, tránh ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến qua màu của nông dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú Trần Hòa hợp yêu cầu nông dân trong vùng sản xuất thuộc xã Khánh An, thị trấn Long Bình và Khánh Bình nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng nhau đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chung, cùng nhau sản xuất, cùng nhau phát triển, tránh những rủi ro do thiên tai gây ra bên cạnh phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện đã phối hợp cùng lãnh đạo xã khánh an khánh bình và thị trấn long bình tiến hành làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thống nhất phương án đóng góp đầu công tháo nước chống úng do đó mong rằng người dân cần đoàn kết hợp tác thống nhất thực hiện nhiệm vụ chung vì mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của nông dân